Anh là Trác Phàm, một idol của Thiên Vũ Đế Quốc. Ở tập trước anh đã thắng một kèo với Hoàng Phủ Thanh Thiên, làm cho con hàng này vô cùng mất mặt, mà trận cá cược này đều bị nhân vật bí ẩn kia nhìn thấy. Ông ta thật muốn thu luôn cả hai người này về. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ về đạo lý tham thì thâm, đa dâm thì đau thật, ông ta vẫn nên chọn người chiến thắng cuối cùng. Huyết Ngạc bỏ chạy, đá Trác Phàm cũng chẳng trúng. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Thiên càng giận hơn, hắn lập tức ra lệnh cho đám đàn em của mình vây công phe đồng minh của Trác Phàm. Đối mặt với tình huống này, Lạc Vân Hại chỉ huy mọi người thay đổi trận hình, lập tức nghênh chiến. Nhìn hai bên lao vào chém giết lẫn nhau ở đằng sau, Trác Phàm cảm thấy nếu như bọn họ không thể đột phá được vòng vây này, vậy thì anh cũng không thể nào thoát thân. Và đây cũng là điều Hoàng Phủ Thanh Thiên muốn nhìn thấy. Lúc này điều hắn làm là muốn chọc tức Trác Phàm, giết từng người một trước mặt anh. Hoàng Phủ Thanh Thiên nói là làm, lập tức phi tới chỗ nhóm người để tấn công. Trác Phàm hiển nhiên không thể đứng yên không quản, chớp mắt đã phóng lên chặn trước mặt hắn. Hê hê hê, ngươi cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay rồi. Hoàng Phủ Thanh Thiên đấm mạnh một cú thẳng mặt Trác Phàm. Tuy anh né được, nhưng đòn đánh trượt này lại nhắm thẳng vào nơi hai phe đang huyết chiến. Trác Phàm nhìn thấy uy lực của đòn này cũng cảm thấy lo lắng. Nếu như anh đối đầu trực diện, chưa chắc đã nắm được phần thắng nào. Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn tiếp tục lao lên, Trác Phàm ở trên trời bay theo ngay sát. Khi Hoàng Phủ Thanh Thiên chuẩn bị ra đòn, anh bất ngờ lao xuống đánh cho hắn một quyền. Thế nhưng quyền này lại bị hắn đỡ được vô cùng dễ. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Thanh Thiên phản công, một đấm nện xuống cực mạnh, Trác Phàm tốc biến né được chiêu này. Cho dù ngươi né được đòn này của ta, nhưng đừng mong lần nào cũng chiếm được tiện nghi. Hoàng Phủ Thanh Thiên nói rồi lại tiếp tục tấn công Trác Phàm. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Khuynh Thành đã nhận ra được bọn họ chính là những người làm anh nặng gánh. Nếu như bọn cô không công phá được vòng vây, vậy thì tất cả sẽ chết chắc. Lúc này bọn họ đã rơi vào tình huống không có đối sách. Sau khi suy nghĩ một hồi, Sở Khuynh Thành hỏi Tạ Thiên Thương và Long Hành Vân có mang theo linh thú không. Nếu mang theo thì phải lập tức gọi ra để chúng mở đường cho họ công phá. Sở Khuynh Thành gọi ra linh thú cấp 5, Tư Phong Hàn Minh Điêu. Tạ Thiên Thương gọi ra Tử Kim Phi Vân Báo. Long Hành Vân gọi ra Trác Phiên Thiên Mã. Tất cả đều gọi ra linh thú cấp 5. Khi linh thú của ba người vừa xuất hiện, quân địch bỏ chạy tán loạn, cũng thành công mở ra một con đường thoát thân. Chỉ là còn chưa kịp chạy, U Vạn Sơn đã cười lên khanh khách. Sở Khuynh Thành, mọi người đều là ngự hạ thất thế gia, các ngươi tưởng chỉ mình các ngươi có linh thú sao? Đừng quá xem thường bọn ta, nói về đế vận, chúng ta tuyệt đối không thua ba nhà các người. Sở Khuynh Thành lúc này mới nhớ ra, mình có hàng nguội thì phe địch cũng có hàng nóng. U Vạn Sơn gọi ra một con linh thú cấp 5. Trác Diệm Phi Ưng vừa được gọi ra thì nó đã khe lửa đốt cháy một nhóm người. Nghiêm Bán Quỷ cũng gọi ra một con nhện, có tên Bạch Vân Bách Đồng Trư. Và cuối cùng, điểm nhấn trong pha hô hoán linh thú này chính là Phong Tông Lào. Linh thú của hắn có tạo hình nhìn giống như con chó ta vậy, đã thế còn là chó đột biến, ở một chân trước có thừa ra một ngón, cho nên mới gọi là Phong Liên Cửu Trảo Tí. Vừa được gọi ra, linh thú của Phong Tông Lào đã ngán ngẩm, chỉ du rú ở bên cạnh chủ nhân, không dám xông vào đánh nhau với những con linh thú khác. Sau một hồi quần công, tình hình vẫn không được lạc quan cho lắm. Sở Khuynh Thành hỏi xem còn ai có con linh thú cấp 5 nào nữa hay không, hãy cho nó tham chiến để xoay chuyển thế cục. Mấy người Đồng Thiên Bá nghe xong thì ngớ người. Sở lâu chủ, chúng ta không phải ngự hạ thất thế gia, đào đâu ra tài nguyên mà nuôi linh thú cấp 5 chứ? Sở Khuynh Thành một mặt thất vọng, cả Trác Phàm và Hoàng Phủ Thanh Thiên đều nhận ra điều này. Cô ấy đã đến đường cùng, và lại Hoàng Phủ Thanh Thiên còn nhìn thấy Trác Phàm lo lắng, thế nên hắn cũng cho linh thú của mình ra sân. Linh thú của hắn là Xích Diệm Sư Vương, linh thú cấp 6. Con hàng này chỉ vừa xuất hiện, những linh thú cấp 5 đều bị nó chấn nhiếp triệt để, không còn khả năng chiến đấu. Lúc này thì phe đồng minh Trác Phàm đã xác định thua cuộc, khả năng đi đầu thai tập thể là 100% rồi. Trác Phàm cũng không có cách nào khác, trận này anh không thể gánh nổi một đống tạ này nữa rồi. Hoàng Phủ Thanh Thiên thấy anh lâm vào thế bí thì cười khẩy, xem ra hắn lần này cũng rửa được mối hận này rồi. Trong lúc Trác Phàm còn đang hỏi bản thân mình phải làm sao trong tình huống này, chiếc lôi giới chỉ của anh đã truyền đến rung động, nó là Tức Nhi. Trác Phàm không hiểu sao nó lại kích động nóng nảy như vậy, nhưng rất nhanh anh cũng nhận ra, con linh thú của Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy không phải là kẻ thù giết mẹ nó, nhưng mối truyền thừa thù hận đã khiến Tức Nhi không quên được kẻ thù khắc cốt ghi tâm. Nhưng bây giờ nó cùng lắm cũng chỉ có cấp 4, làm sao có thể địch được linh thú cấp 6, nhưng bây giờ méo mó có hơn không, Tức Nhi đã thích thì Trác Phàm cũng nhích luôn. Ha ha ha, Hoàng Phủ công tử, tại hạ quả thật là không có thuật phân thân, nhưng thứ ngươi có, chẳng lẽ lão tử không có sao, đi đi Tức Nhi. Trác Phàm thả Tức Nhi lên bầu trời. Khi mới nhìn thấy Tức Nhi xuất hiện, Nghiêm Bán Quỷ và Phong Tông Lão không đều không phân biệt được cấp độ, còn tưởng là linh thú cấp 6. Nhưng sau khi nghe U Vũ Sơn nói nó chỉ là một con linh thú mới thăng đến cấp 4, mấy con hàng này lại được một phanh cười chê. Ha 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 ha, tên Trác Phàm này đang làm gì vậy? Chê linh thú của mình quá rắc, cho nên đem nó đi làm điểm tâm nuôi sư vương của đại công tử sao? Phong Tông Lão lúc nào cũng cười to nhất. Sở Khuynh Thành cũng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ ngay cả Trác Phàm cũng đến đường cùng rồi, bệnh cấp nên chữa đại sao? Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng có suy nghĩ này, hắn nói, ngay cả con linh thú tặng mạng như vậy cũng dám thả ra sao? Hết cách, từ nó bằng lòng chết, ta cũng không quản được. Trác Phàm cũng chưa từng biết thực lực thật của Tức Nhi. Theo lý thuyết thì linh thú cấp 4 còn không đủ cho linh thú cấp 6 nhét kẽ răng,
chuyến đi này của Tước Nhi có thể nói là cửu tử nhất sinh rồi. Ở trên bầu trời, khi vừa nhìn thấy Tước Nhi, Xích Diệm Sư Vương lập tức lao tới. Tước Nhi phản ứng vô cùng nhanh nhạy, lấy tốc độ vượt trội để thoát khỏi cú vồ của nó. Xích Diệm Sư Vương thấy vồ không được thì bắn ra một quả cầu lửa, thế nhưng với tốc độ này thì Tước Nhi vẫn có thể vượt qua. Trác Phàm cũng âm thầm căn dặn, Tước Nhi, mi do tử lôi sinh ra, tốc độ vượt hẳn Xích Diệm Vương Sư, cầu lửa của nó, chỉ cần tránh đi là có cơ hội. Có phải ngươi cảm thấy, với tốc độ của Lôi Vân Tước, Xích Diệm Sư Vương vốn không đuổi kịp đúng không? Ha ha ha, vậy thì sai rồi, ngươi phải biết, Sư Vương này là linh thú của ai? Hoàng Phủ Thanh Thiên bắt đầu quảng cáo. Nhưng hắn quảng cáo không sai, Xích Diệm Sư Vương đã bắt đầu tung ra những tuyệt chiêu mới, nó bắt đầu phồng miệng, sau đó bắn ra một loạt quả cầu lửa về phía Tước Nhi. Xích Diệm Sư Vương trước giờ hào phóng, sao lại biết chiêu thức tinh tế như vậy? Trác Phàm ngạc nhiên. Ha ha ha, ngươi nuôi linh thú mà ngươi không biết sao? Sự khác biệt giữa linh thú với linh thú nằm ở chỗ chủ nhân có thể căn cứ theo đặc tính của linh thú thiết kế ra loại như chiêu thức võ kỹ, sau đó huấn luyện chúng. Ta biết linh thú của mình yếu về tốc độ, cho nên chiêu này chính là dùng để đối phó với đối thủ nhanh nhẹn. Nói về linh thú thì Trác Phàm một chữ cũng không biết, dù sao đây cũng là Tước Nhi tự chọn, bất luận có hậu quả thì cũng chỉ có thể để mình nó gánh. Đây chính là ma đạo của Trác Phàm. Lúc này ở trên trời, Xích Diệm Sư Vương dường như đã tung ra tuyệt chiêu cuối, nó hội tụ năng lượng trước miệng, sau đó thổi đi một quả cầu lửa vô cùng lớn. Quả cầu lửa này lớn đến mức cho dù Tước Nhi có nhanh cũng không thể chạy thoát, khi va chạm nó tạo ra một vụ nổ vang trời. Tất cả mọi người, kể cả Trác Phàm cũng đã nghĩ rằng Tước Nhi đã chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên còn chưa kịp nói phét thì đã giật mình. Sau khi khói lửa tan đi thì Tước Nhi vẫn đứng vững ở đó, quanh thân còn có một màn kết giới tử lôi lập lòe. Mà nhìn vào kết giới này, Trác Phàm nhận ra đây là kết giới giống hệt với kết giới ở Vách Lạc Lôi. Chẳng lẽ trong thời gian ở đó, Tước Nhi đã học được chiêu này? Sau khi phá giải được chiêu thức, Tước Nhi kêu lên một tiếng chói tai. Từ vị trí của nó, từng đợt sóng âm cùng tử lôi liên tục đánh tới của Xích Diệm Sư Vương, khiến nó không thể hành động trong thời gian ngắn. Mấy người Long Hành Vân nhìn lôi điện này thì rất quen thuộc, nó giống với tử lôi kim nhãn của Long Cửu, chỉ là uy lực lúc này của Tước Nhi đã vượt xa uy lực của Long Cửu gấp nhiều lần rồi. Trác Phàm, đây là Lôi Vân Tước, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không thể tin nổi. Đúng vậy, và lại là do chính tay lão tử huấn luyện ra. Tước Nhi, giết chết con súc sinh này, Trác Phàm lại được phân gái khét. Tước Nhi vừa nhận lệnh, lập tức phóng như chớp tới chỗ Xích Diệm Sư Vương, và con hàng này cũng chẳng vừa, nó lập tức thủ thế, bắn ra thêm một loạt quả cầu lửa với tốc độ liên hoàn. Chỉ là Tước Nhi bây giờ mang theo sát điệp, không gì có thể ngăn cản nó, tốc độ né đòn của nó nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh màu tím. Cả hai phe lúc này đã ngừng chiến để xem màn solo, còn riêng con chó ta cấp 5 của Phong Tông Lào, nhìn thấy khí thế của Tước Nhi lập tức xỉu ngang, nằm vắt vẻo trên người hắn. Sau khi vượt qua màn mưa cầu lửa, Tước Nhi trụng cánh lại, để bản thân lao đi với tốc độ tối đa, khóa chặt mục tiêu là Xích Diệm Sư Vương, một kích đâm xuyên người nó. Sau khi tấn công thì Tước Nhi vẫn bay đi bình thường, còn Xích Diệm Sư Vương đã dần tắt lửa, cuối cùng là rớt từ trên không xuống đất một cách nặng nề. Mấy người U Minh Cốc há mồm trợn mắt, không biết qua bao lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, một con linh thú cấp 6 bị một con linh thú cấp 4 giết trong chốc lát. Thực lực của Tước Nhi đã vượt qua sức tưởng tượng của Trác Phàm, không những trên người mang tử lôi tứ trọng thiên, còn tham ngộ được hai chiêu thức phòng công. Đây chính là sự tự nâng cao linh trí, nói cách khác là tự tiến hóa. Tước Nhi bây giờ rất có khả năng sẽ tiến hóa thành thánh thú, chỉ nghĩ đến điều này thôi đã làm Trác Phàm sướng rên lên rồi. Mãi cho đến lúc này, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn chưa hết sốc, hắn là chưa thể tin linh thú của mình bị giết trong thời gian ngắn như vậy, mặc kệ mẹ cho hắn nghĩ thế nào. Sau khi Tước Nhi quay lại, Trác Phàm lập tức kêu nó đi mở một con đường sống cho quân đồng minh. Nhìn thấy Trác Phàm chỉ tay về phía mình, mấy nhà U Minh Cốc cả người cả thú đều bị dọa cho ngu đi, cũng lập tức thân ai nấy lo, bỏ chạy tứ tán. Chỉ là tốc độ của chúng nó không thể nào nhanh hơn Tước Nhi được. Trên đường Tước Nhi bay qua, tử lôi đánh xuống kịch liệt, quân địch tử thương vô số. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Sở Khuynh Thành và mọi người đã có thể thoát thân theo con đường của Tước Nhi tạo ra. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Sở Khuynh Thành hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, không hổ là Trác Phàm, vào thời khắc quan trọng luôn có thể tạo ra kỳ tích. Nhìn thấy mọi người một đường xông ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã giận không thể kìm nổi nữa rồi, hắn muốn đích thân xung trận để giết sạch bọn họ. Thế nhưng Trác Phàm đâu có để hắn làm điều đó, bây giờ anh đã không còn gánh nặng, vậy sân đấu lúc này đã đến lượt anh thể hiện. Trác Phàm lao đến chỗ Hoàng Phủ Thanh Thiên tung một cú sút thần sầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng thủ thế mà tung ra một đấm, lần này Trác Phàm đã không hề kiêng nể. Sau khi hứng chịu một sút của anh, Hoàng Phủ Thanh Thiên bị ma lực đẩy lùi đi cả đôi chục mét. Ha ha ha, ai, không phải chứ, Trác Phàm một mặt sảng khoái. Video hôm nay đến đây thôi nhé, nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận thông báo của tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới.